Thưa quý vị và các bạn, nhằm giảm thiểu rủi ro trong chăn nuôi, mang lại nguồn thu nhập ổn định, nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã chọn hình thức liên kết chăn nuôi gia công cho các doanh nghiệp. Trong tình hình giá cả thức ăn chăn nuôi tăng cao như hiện nay, thì nuôi gia công là một giải pháp khá an toàn, hiệu quả cho người dân. Là một trong những hộ dân thực hiện việc liên kết chăn nuôi với doanh nghiệp, anh Huỳnh Thanh Phụng ở Buôn Cô Đung, xã E Nuôi, huyện Buôn Đôn cho biết, gia đình đang nuôi gia công với số lượng 3.600 con heo thịt. Cũng giống như các hộ chăn nuôi heo gia công khác, trung bình 1 kg heo, anh Phụng được công ty trả tiền công 4.500 đồng. Lợi thế của việc chăn nuôi theo hình thức gia công là hộ nuôi sẽ được doanh nghiệp đầu tư giống, thức ăn, kỹ thuật, còn người nuôi chỉ phải đầu tư chuồng trại theo tiêu chuẩn của doanh nghiệp và bỏ công chăm sóc, vệ sinh chuồng trại. Việc tiêu thụ sản phẩm do doanh nghiệp thực hiện theo giá được thỏa thuận trước. Nuôi gia công thì cái hiệu quả nó là bền vững, cái thu nhập thì ổn định. Ngoài ra thì công ty còn hỗ trợ thêm cái tiền phòng dịch và các cái khoản tiền thưởng khác nữa khoảng từ 500 cho đến 750.000 đồng. Thì cái mức đó thì đủ để mà cho một gia đình được chi phí và lo cho con cái ăn học. Còn đây là trang trại nuôi gà gia công của gia đình anh Lê Phú Việt ở xã E Dông, huyện Krông Bắc. Anh Việt cho biết gia đình anh liên kết nuôi gà gia công cho doanh nghiệp và được đầu tư về con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật nuôi gà. Gia đình anh đầu tư chuồng trại và công chăm sóc. Sau thời gian nuôi từ 45 đến 60 ngày, công ty sẽ đến thu lại gà thành phẩm và trả tiền công chăm sóc. Với một con gà khi xuất chuồng, gia đình anh Việt sẽ được công ty trả khoảng 11.000 đồng tiền công. Bình quân mỗi năm, gia đình anh Việt nuôi 5 lứa gà, mỗi lứa khoảng 29.000 con, cho thu nhập hơn 500 triệu đồng, sau khi đã trừ hết chi phí. Quan trọng nhất là phòng vaccine, thứ hai là khử trùng cho chuồng trại là quan trọng nhất. Khi mà hết lứa gà này, thì mình bắt đầu mình dọn dẹp sạch sẽ. Vãi vôi mình phun khử trùng, thuốc khử trùng được công ty cung cấp. Và chuồng trại khô ráo bắt đầu mình đổ chấu lại. Và khử trùng chấu trước khi thả gà con. Còn cái vấn đề vaccine đó, để cho mà phòng dịch này thì về phía công ty họ cung cấp. Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện có 7 công ty đang triển khai liên kết nuôi gia công với người dân với hơn 500 trang trại nuôi heo gà. Khi liên kết nuôi gia công, các hộ dân buộc phải tuân thủ chặt chẽ việc chăm sóc vật nuôi theo hướng an toàn mà công ty đưa ra. Mọi hoạt động ra vào trang trại đều được kiểm soát nghiêm ngặt qua nhiều lớp để hạn chế mầm bệnh từ bên ngoài xâm nhập vào. Do vậy, những năm qua, mặc dù dịch tả heo châu Phi đã gây thiệt hại nặng cho rất nhiều hộ chăn nuôi, nhưng với những trang trại nuôi liên kết vẫn đảm bảo an toàn dịch bệnh. Với cái mô hình mà thực hiện liên kết giữa cái người dân và công ty, thì người dân thì họ sẽ đầu tư đất, chuồng trại và các cái phương tiện. Nhưng mà người dân được lợi là về khoa học, kỹ thuật, đã có nhiều kinh nghiệm, nhiều năm, nhiều nước từ cái bên lĩnh vực chăn nuôi mà công ty CB đã truyền đạt và đã liên kết với các cái hộ, làm cho cái hệ thống liên kết của mình có cái công nghệ chăn nuôi và phòng dịch tốt hơn, đem lại cái hiệu quả và năng suất rất là tốt. Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, việc liên kết chăn nuôi gia công giữa người dân với doanh nghiệp là một giải pháp an toàn, bởi người nuôi không phải lo về vật tư đầu vào, dịch bệnh và sự bấp bênh giá cả thị trường nên thu nhập ổn định. Do vậy, ngành nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk đang hướng dẫn vận động người dân tăng cường liên kết tham gia chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm để nâng cao thu nhập và mang tính bền vững hơn.